15S Bình Dương xin kính chào quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15S Bình Dương. Hiện tại thì 15S Bình Dương đang có mặt rất là sớm tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương ha. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 là thứ bảy nha cả nhà. Bây giờ mới có 7 giờ 21 phút thôi. Thì hôm nay đó chính là ngày rất là đặc biệt, đó chính là ngày đại lễ cầu siêu diễn ra tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương ha. Thì sáng nay 15S Bình Dương đã và đang có mặt tại mộ của cậu Nam Diệu Linh. Thì bây giờ 15S Bình Dương sẽ quay ghi hình lại cho tất cả các cô chú các anh chị xem. Sáng nay thì trời cũng có mây ha, nhưng mà khả năng là hôm nay rất là nắng. Rồi mới sáng sớm thì mình thấy nhạc khá rất là lớn ha. Rồi hai cái chậu hoa của cậu Năm thì có hoa ly nè, cũng như là hoa huệ nè ha. Rồi trước tiên bây giờ 15S Bình Dương sẽ đốt cho cậu Năm cho nên khả năng sẽ là rất là đông các cô chú các anh chị từ xa đến viếng. Với lại hôm nay là cái thác thứ năm, hôm nay là thứ bảy, ngày 8 tháng 4 nha cả nhà. Rồi bây giờ thì 15S Bình Dương sẽ cảm ơn cái gì. Bình Dương xem coi là sáng nay có gì mới tại một công ty nhỏ nhặt. Khi mà nhìn sơ qua thì 15S Bình Dương sẽ thấy ngay một cái chậu lan màu đẹp, màu đỏ, là màu đỏ tím, rất là đẹp luôn, rất là mới tinh luôn. Thì để 15S Bình Dương xem coi là của nhà nào. Thì các cô chú các chị xem video của 15S Bình Dương và biết được nhà tài trợ nào thì có thể là cho 15S Bình Dương biết ha. Cảm ơn tất cả các cô chú các chị rất là nhiều ha. Mình có thể là comment bên dưới nha. Rồi sáng nay thì 15S Bình Dương sẽ chúc cho tất cả các cô chú các chị xem trên kênh YouTube của 15S Bình Dương thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui cũng như là nhiều hạnh phúc ha. Những cái tràng hoa rất là đẹp, rất là lung linh, tô thêm một cái sắc màu rực rỡ cho mộ của cậu Năm. Hai cái chậu hoa vàng này thì cập nhật xem cái là những cái chậu hoa hồng ở đây có bị con nai nó cắn phá hay không này. Cái này hôm qua là nai nó cũng có lại, nó đến từ hôm trước thôi.
ở đây có những cái cây hoa cúc nhưng mà chưa có được cái ra ngoài cắm được cái gì mà lên một cái phần năm ở đây thì cái mà năm ấy mình vừa thấy cái cánh hoa này nó dính cái gì rực rỡ cho màu của cầu năm. Thì bây giờ cũng rất là sớm, hôm nay là thứ bảy ha, thứ bảy ngày 8 tháng 4. Này chắc là chiều hôm qua. Đúng rồi, cái này có một chậu. Cái này là kết hợp giữa thật và giả nha, thật giả lẫn lộn nha, cái này là giả nè. Rồi thì bây giờ mình làm hết, Bình Dương sẽ khép lại video cập nhật sáng nay nha. Chúc cho tất cả các cô chú anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.